Sao rồi? Baby của anh à, bây giờ anh đã được tự do rồi. Anh đã hoàn thành hết các thủ tục ly dị. À, nhanh thế á? Ừ, phải làm luôn cho nó nóng cho em. Để lâu nguội, mất em thì sao? Cuối cùng chúng mình cũng được ở bên nhau rồi. Thế thì ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn đi anh. Được, anh sẽ cho thư ký hoàn thành hết tất cả thủ tục đăng ký. Ngày mai mình chỉ cần có mặt ở phường ký khẽ là xong. Và anh sẽ cho tổ chức một bữa tiệc cưới thật hoành tráng để rước em về dinh. Trước đây, khi tôi và anh lấy nhau, cũng chỉ là đám cưới nhỏ có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Nhưng mà hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ, khi anh có trong tay tất cả mọi thứ rồi, thì anh lại gạt đi quá khứ. Hãy cẩn thận với những người đến bên anh, chỉ khi anh có tất cả mọi thứ trong tay. Liệu khi anh không còn gì nữa, thì cô ta có ở bên cạnh anh nữa không? Sao thế? Tiếc à? Mà xin lỗi nhá, quá khứ dơ dáy thì phải quên đi thôi. Chúng ta bây giờ ấy thì phải sống cho tương lai, cho hiện tại. Anh ấy có tất cả mọi thứ rồi thì chuyện bỏ đi những thứ dư thừa ấy là chuyện đương nhiên mà. Những thứ em đang có bây giờ, từ anh ấy đến nhà cửa, xe cộ đều có hình bóng của chị. Chị đã dùng qua rồi nhưng mà vẫn còn tốt lắm. Thế nên em cứ dùng lại đi. Chị... Anh... Em không đi cái xe kia nữa đâu. Em không mua ở nhà cô ta ở đâu. Anh mua cái mới hết đi. Được rồi, anh sẽ mua mới hết. Mua mới hết được chưa? Thôi kệ cô ta đi. Bây giờ chúng ta đi ăn mừng chứ nhỉ? Em xem nào. Rồi, đúng là đẹp trai nhá. Chồng em ạ, đúng dáng chủ tịch luôn đấy. Còn vợ anh cũng xinh không kém. Anh ơi, công ty mình phá sản rồi. Ôi con bé này, mày đùa anh kìa. Anh đang chuẩn bị vào set chụp ảnh cưới. Đừng có lấy lý do vớ vẩn ra để trêu anh nhá. Anh nghĩ là chuyện này em đùa được à? Này, anh xem đi. Đây là hợp đồng với công ty bên Úc đây. Công ty mình đã bỏ ra một số tiền rất là lớn để ký hợp đồng bên Úc sản xuất ra một lô hàng. Thế nhưng mà lô hàng mà công ty mình sản xuất ra bị lỗi rồi anh ạ. Bây giờ bên Úc bắt yêu cầu là bồi thường, bởi vì là chất lượng hàng quá kém và ra không đúng thời hạn nữa. Bán cả công ty của mình đi cũng không đủ để bồi thường đâu anh ạ. Sao lại có thể xảy ra chuyện này được? Từ lúc mà chị Linh rút khỏi công ty ấy, công ty của mình gặp bao nhiêu là khó khăn luôn. Bây giờ chỉ có cách là gọi chị Linh về thì công ty mới vực được lên anh ạ. Thôi không cần cô ấy đâu, anh có thể tự xử lý được. Em phải chân đi. Ơ nhưng mà em, mình vào trong chuộc đi em. Sao đấy? Sao em lại không muốn chụp ảnh nữa à? Anh bây giờ như thế thì còn cưới xin cái gì nữa? Chắc gì anh đã vượt qua được cái sóng gió lần này. Em ấy, em không giống như chị ta được đâu. Cái gì mà chỉ có mỗi hai bên thông gia đến chung vui với nhau. Em ấy, cưới em ấy thì phải thật là hoành tráng, thật là linh đình. Còn không ấy, quên đi. Kể em, đám cưới vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Chúng ta đăng ký kết hôn rồi cơ mà. Giờ chỉ có mỗi việc công khai và một cái đám cưới như là em mong muốn. Còn sóng gió thì công ty lớn nào mà chẳng gặp phải. Anh cũng có thể tự vượt qua được. Em không phải lo đâu. Em không cần biết ấy, là anh sẽ vượt qua như thế nào. Nhưng mà ấy, mỗi tháng anh phải đưa cho em 50 triệu để tiêu xài. Với lại ấy, là không được mang bố mẹ rồi con cái đến nhà mình ở. Nhưng mà anh phải chăm sóc cho họ. Họ là gia đình của anh mà. Thế em không phải gia đình của anh à? Em không chịu được cái tiếng trẻ con nó ồn ào đâu. Mà cả mấy cái mùi của người già nữa hôi hám lắm. Tốt nhất ý, là anh đưa con cái về cho mụ vợ cũ của anh nuôi. Còn bố mẹ anh ý, thì anh đưa vào viện dưỡng lão an hưởng tuổi già. Thế là xong rồi. Đấy, tùy anh. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ theo ý em. À, thế thì còn một điều nữa. Em biết là anh muốn có một đứa con riêng của chúng mình. Nhưng mà bây giờ anh xa cơ lỡ vận thế này, đẻ con ra, con không được sung sướng thì biết làm thế nào. Nên là tốt nhất ý, khi nào anh giàu có trở lại thì mình hãy nghĩ tới chuyện sinh con em nhá. Anh sẽ làm như thế. Em đeo nhẫn vào đi. Thuyết
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Alo, ông về chưa? Tôi đợi ông cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy về. À, chả là tôi đang có một công việc cần. Alo, alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Chết tiệt. Đúng rồi, lúc gian nan mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai mà. Sao lại không đi vay được ở đâu chứ gì? Đường đường ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, thế mà đi vay tiền không ai cho, kiếm việc cũng chẳng được một công việc nào, thế thì anh sống làm cái gì nữa? Anh đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để giúp chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, vậy tại sao em không cố gắng đi? Em ở nhà, em nấu cơm, em dọn dẹp nhà cửa và bớt mua đồ hiệu lại, như thế cũng là giúp anh rồi đấy. Cái gì cơ? Anh bảo là tôi ở nhà, tôi nấu cơm, tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi không được mua đồ hiệu á? Này, anh đang định biến tôi thành ô xin không công của nhà anh đấy à? Không có đâu. Tấm thân này chỉ để mặc đồ hiệu, ăn nhà hàng, có xe sang thôi. Xin lỗi anh nhá. Cái nhẫn này em lấy ở đâu ra? Hình như trị giá của nó là hơn 1 tỷ. Em lấy ở đâu? Việc gì tôi phải đi đâu để lấy? Là người ta dâng đến tận tay cho tôi đấy. Chỉ có những thứ như thế này mới xứng với tôi thôi. Cô đang cắm sừng tôi đúng không? Chúc mừng anh nhá. Thế là anh cao thêm được 20 phân nữa rồi đấy. Mà cái sừng này ấy, thì nó lại làm bằng kim cương cơ. Không muốn bỏ, không bỏ được đâu. Mày, cái loại vô công dỗi nghề như mày, được tao kêu mang ấy, đã là phúc tổ 70 đời nhà mày rồi. Còn bây giờ ấy, cút ra khỏi nhà tao. Tôi nói cho cô biết, đây là nhà của tôi, người đi phải là cô mới đúng. Tôi thật hối hận khi đã không nhận ra bản mặt lăng loàn của cô sớm hơn. Vì cô mà tôi mất tất cả rồi. Này, tát cho một cái như thế mà vẫn chưa tỉnh à? Đúng, anh mất tất cả rồi đấy, kể cả là cái căn nhà này nữa. Anh quên rồi à? Căn nhà này đã được sang tên cho tôi rồi, chứ nó không còn là của anh nữa. Anh ơi, anh ký giấy tờ cho nhân viên đi, để phòng kế toán còn trả lương cho đúng hạn. Em ra ngoài nhá. Cầm được cái giấy tờ nhà đất này rồi thì mới đầu tư không lỗ được. Còn bây giờ ấy, cút! Sao ơi? Đói à? Cầm gì mà ăn đi nhá. Tôi không phải là ăn xin hay là ăn mày như các người nghĩ đâu. Tôi đường đường là chủ tịch của tập đoàn Hay Online. Tôi không thèm nhận bộ thiếu các người. Biến đi! Good!
sĩ Diện. Đói. Nước. 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 Anh ăn đi. Ăn cẩn thận kẻo nghẹn đấy. Đến bước đường này rồi mà anh vẫn không chịu về nhà à? Anh có biết là mọi người lo cho anh như thế nào không? Mẹ đêm nào cũng không ngủ được, cơm thì cũng không ăn, cái xù thì lúc nào cũng gọi bố. Sao anh ích kỷ thế? Đúng, tôi là thằng ích kỷ đây. Mặc kệ tôi đi, tôi không nhìn thấy các người nữa. Anh đừng tự trách bản thân nữa. Anh bị cô ta lừa lợi dụng như vậy coi như là một bài học của anh rồi. Nhưng mà giờ anh có thể sửa sai. Mọi người đang rất mong chờ anh trở lại làm con người ngày xưa đấy. Tất cả thì cũng chỉ là một phép thử thôi, để giúp anh biết được đâu mới là chính là gia đình của mình. Đúng vậy, công ty của chúng ta không hề phá sản. Tất cả chỉ là do em và Minh Dũng. Em không can tâm khi nhìn thấy anh và chị Linh cùng nhau cố gắng, cùng nhau gây dựng sự nghiệp mà để cho con đàn bà đấy chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình của anh chị. Thế nên là em mới đề xuất với chị Linh bày ra phép thử như thế này đấy. Và kết quả như thế nào thì anh cũng tự nhận ra rồi đấy. Cô ta chỉ thích những người đàn ông giàu có, mà những người như vậy thì đều có gia đình đề huế hết cả rồi. Vậy nên cô ta sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác để đạt đến mục đích của mình. Người như cô ta thì có gì mà không dám làm chứ. Nhưng mà anh yên tâm đi, em với chị Linh đang tìm cách để lấy lại tất cả mọi thứ mà cô ta lừa từ anh đấy. Nhưng mà anh không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Anh đã vì cô ta mà đánh đổi cả gia đình. Anh là một người con tồi, một người chồng, một người cha tệ bạc. Anh xin lỗi. Nếu như anh cảm thấy có lỗi thì quay trở về đi, rồi làm lại từ đầu. Chúng ta đều đi cùng nhau từ hai bàn tay trắng, thì giờ có gì mà làm khó được chúng ta chứ. Ai cũng có sai lầm, nhưng mà phải biết cách đối diện với sai lầm đấy. Như vậy thì mới xứng làm người chồng, người cha, người con tốt chứ. Em làm như vậy anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh đã khiến em phải vất vả nhiều rồi. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ dành nửa đời còn lại để bù đắp cho em và con. Chào mừng anh đã quay trở lại. Sao mình lại có giấc mơ như vậy nhỉ? Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá? Hay là có điểm báo gì chăng? Tôi biết rồi. Cô có làm sao không? Chị họ, cuối cùng em đã tìm được chị rồi chị ơi. Chị mau đưa em về nhà đi. Anh ta cứ bám theo em, đòi đưa em đến quán hát. Em sợ lắm chị ơi. Chị họ à? Cái loại ăn xin đói rách như mày mà cũng có chị họ á? Này, đừng có giở trò với tao nhá. Lần này để xem mày còn chạy thoát được không? Đi theo tao. Không, không, bỏ ra tôi không đi. Này, anh đâu? Mày, mày dám cắn cả bố mày à? Khoan đã. Anh nói cô ấy rách dưới không thể làm em họ của tôi. Vậy anh là gì mà lại đuổi theo rồi đụng chân đụng tay ở đấy? Thì
tôi là chủ nợ. Nó nợ tiền tôi không trả được, thế nên tôi bắt nó ở lại làm thuê thì nó lại bỏ trốn. Được chưa? Làm sao? Cô ấy nợ anh bao nhiêu tiền? Có giấy tờ chứng minh không? Nếu như không có bằng chứng thì tôi có quyền nghi ngờ anh bắt người trái phép và có ý đồ xấu. Vừa hay, cách đây 200m có công an phường. Nếu anh không có bằng chứng thì tôi sẽ báo công an đấy. Công an! Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Hắn ta đi rồi. Chị ơi, em cảm ơn chị. Nếu mà không có chị thì em không biết phải làm sao cả. Là do em nhanh trí, gọi chị là chị họ mà. Nhưng mà em với hắn ta có quan hệ gì không? Dạ không ạ. Hắn ta biết em là kẻ lang thang, thân cô thế cô, thế nên bám theo em ạ. Hóa ra là vậy. Mà chị trông em cũng nhanh nhẹn đấy. Coi như là chị em mình có duyên. Vừa hay, nhà chị đang thiếu người làm. Nếu như em không chê thì có thể đến nhà chị làm việc được không? Nói là người làm thôi, nhưng mà cũng ít việc ấy mà. Rồi sau đấy có gì tính tiếp. Thật ạ, thế là em có chỗ trú chân rồi. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Giờ chị em mình về nhà chị nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn được thì không hay đâu à, anh bỏ ra đi. Thôi, em đừng mà diễn nữa. Cô ta đi công tác đột xuất rồi, mấy ngày nữa mới về cơ. Thế mà cô nói em giống. Làm người ta phải diễn nửa ngày nay, mệt chết đi được ấy. Anh biết, anh thương em lắm ấy. Thương cái xương chẳng còn ấy. Mà anh xem thế nào đi nhá. Đường là một cô gái xinh đẹp, thế mà phải đóng giả một con ăn xin xấu xấu bẩn bẩn. Lại còn bị bắt nạt trước mặt chị ta, đường chính chính về đây nữa. Mất hết cả mặt mũi. Mất đâu mà mất. Em còn đang xinh đẹp hớp hết cả hồn anh lên đấy. Mà công nhận nhá, con vợ anh ngu thật đấy. Dễ tin người như thế à? Bảo sao mà mất chồng. À, thế bao giờ anh định bỏ chị ta đấy? Thì anh cũng muốn lắm đây. Thế nhưng mà bây giờ nhá, một nửa cổ phiếu của công ty đang nằm ở trong tay cô ta. Nhà cửa, xe cộ, anh cũng chưa thể lấy được. Bây giờ mà bỏ ấy, là mốc mồm hai đứa đấy. Em có cách, sẽ làm cho chị ta biến mất, thế là xong. Biến mất á? Ừ. Kiếm một thằng bất cần cho nó 50 triệu, tạo nên một vụ tai nạn giả, làm sạch sẽ, chắc chắn là không có ai nghi ngờ đâu. Hay. Người yêu anh đúng là thâm hơn cả rắn độc ấy nhỉ. Thế thì đừng có phản bội em nhá, không em cắn cho đấy. Còn bây giờ thì nhớ em lắm rồi. Alo, anh đang đứng ở đâu đây? Tôi ở dưới rồi này. Chị thông cảm sang đây giúp em. Em còn cả một xe đầy toàn đồ đất tiền. Em mà không trông, nhỡ may mất là đẹp bốn đấy ạ. Em đang đứng ngay gần điểm dừng xe buýt đây ạ. Được rồi, để tôi sang. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà đầu bị tổn thương nặng nên là có lẽ là từ bây giờ cô ấy phải xuống thực vật đấy. Chúng tôi rất tiếc. Sống thực vật à? Cô ta đúng là cao số. Đã làm được như thế rồi mà vẫn chưa về chồng ông bà. Nhưng mà thôi, cũng được. Từ nay trở đi, chúng ta muốn làm gì thì làm. Vẫn cứ là ok. Thế thì đi ăn mừng thôi chứ còn gì nữa. Đừng có trách tôi độc ác. Có trách ấy thì trách bản thân chị ấy.
Ai bảo mọi thứ của chị đều tốt đẹp hơn người khác mà không biết san sẻ cơ. Nhường chồng, địa vị, rồi tài sản cho tôi có phải tốt hơn không? Tạm thời chị cứ nằm đây, chờ cho mọi chuyện xuôi xuôi thì tôi sẽ giúp chị ra đi trông êm đẹp nhá. Cô ta thế nào? Nằm im như khúc gỗ thế này còn thế nào nữa? Tranh thủ làm cái chứ nhỉ. Từ từ đã. Nào, như ăn tươi nó sống người ta. Ô này, hình như chị ta vừa động đậy. Ám ảnh thôi, chứ nằm lù lù thế kia động đậy làm sao được. Và thôi kệ đi, anh không chịu được nữa rồi. Nào. Thưa các vị cổ đông, theo như mọi người đã biết thì vợ tôi cách đây một tháng không may đã gặp tai nạn. Cũng may mắn khi là không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại. Với cương vị của một người chồng và là một thành viên của công ty, tôi rất lấy làm tiếc và rất buồn vì điều đó. Tuy nhiên, công ty cũng là tâm huyết của vợ tôi và cũng là miếng cơm manh áo của hàng trăm con người. Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động cho công ty thì trước mắt tôi sẽ thay vợ mình tiếp quản toàn bộ cổ phần của công ty và vị trí tổng giám đốc. Rất mong mọi người hiểu và cho biểu quyết. Hay, tôi giơ cả hai tay hai chân đồng ý nhá. Xem lại ở đây. Hôm nay là một ngày trọng đại. Đấy, anh thấy không? Từ sáng tới giờ nhá, em đã phải cất công đi mua đồ, rồi tút tát lại cái nhan sắc này. Em hồi hộp ý, đến nỗi không thở nổi đây này. Ô, mà chưa ai tới hả anh? Ôi nhờ, em nói anh mới để ý đấy. Mấy lão già này định giở trò đấy mà. Để anh có điện. Không cần phải gọi đâu. Tôi đã thông báo hủy cuộc họp rồi. Cô sao? Sao tôi lại khỏe mạnh đứng ở đây á? Anh nghĩ tôi ngu mà không phát hiện ra âm mưu của các người à? Cho chị một chút thần dừa uống vào ấy, chị sẽ ngủ một giấc tới sáng. Có thế thì tôi cả anh Phương mới thoải mái được với nhau chứ. Em mời chị uống nước ạ. Em chu đáo quá. Dạ vâng ạ, nếu mà chị cần gì chị cứ gọi em chị nhá. Làm việc tiếp đi. Dạ. Cậu đã cho người lắp camera khắp phòng ngủ và phòng làm việc của tôi chưa? Được rồi. Giờ cho tài xế đến đón tôi đi công tác. Cô nói gì? Tôi không hiểu. Vậy à? Vậy anh xem đi. Toàn bộ bằng chứng anh bán đứng công ty, bòn rút ngân sách, cầm cố tài sản để lấy tiền đánh bạc đều ở trong này đấy. Mấy cái này chỉ là hiểu nhầm thôi. Em đang đùa anh đúng không? Anh là người đùa mới đúng. Anh trêu đùa tình cảm và lòng tin của tôi. Cả cô nữa. Nghiệp của cô gây ra cũng không phải là ít đâu. Chị Linh ơi, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Chứ em không thể dính dáng mấy chuyện này được. Đúng. Anh Phương, anh thấy em trẻ đẹp nên dụ dỗ em. Chứ làm sao mà em tàn nhẫn được như thế ạ? Cô nói câu đấy ra mà không thấy lợm giọng à? Cô còn nhớ anh ta chứ? Kẻ mà đuổi theo cô, định bán cô vào nhà chứa và định đâm chết tôi đấy.
Cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị trước, nên mới an toàn đứng đây tương kế tiệu kế vạch trần bộ mặt thật của các người. Tất cả mọi bằng chứng, nhân chứng tôi đều đã nộp lên công an hết rồi. Giờ các người chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù bóc Linh. Linh, anh sai rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi có được không em? Chị ơi, em cũng biết lỗi của em rồi, em không thể ngồi tù được. Chị tha thứ cho em ạ, chị nhớ. Chị... Trên đời này, lỗi lầm nào cũng có thể được tha thứ, nhưng phản bội thì không. Anh có sao không? Khám bao nhiêu nơi rồi mà vẫn không ra bệnh, vẫn muốn ho đến nổ phổi thế này. Em cứ để anh chết đi. Sống thế này chỉ có tổ làm khổ em thôi. Thôi mà anh đừng làm em sợ mà. Giờ y học phát triển nên ung thư còn chữa được. Quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Vì anh, bán cả công ty em cũng sẽ làm. Mời vào. Chào anh chị ạ. Chị Linh đúng không ạ? Em là bác sĩ Tư được giới thiệu đến đây để chăm sóc cho anh Phương. Em có mang hồ sơ đây rồi ạ. Mời cùng rồi. Em chào anh. Từ hôm nay hàng ngày em sẽ đến đây chăm sóc và làm vật lý trị liệu cho anh khoảng 2 tiếng. Hy vọng là... Tôi không có bị bệnh gì hết. Cứ về đi. Còn em nữa, em còn muốn bao nhiêu người thì anh trong cái bộ dạng tồi tệ này đây thì em mới vừa lòng ha. Anh đừng làm em sợ. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho em chứ. Chúng ta còn chưa có con, anh định để em làm quá phụ à? Chị nói đúng đấy ạ. Nếu mà anh không ngại thì có thể vào viện ca hoặc là viện Đức, sẽ thấy có rất nhiều người bị bệnh nặng hơn nhưng mà họ vẫn rất kiên cường sống đấy ạ. Để cô ấy ở lại đây nhé. Nếu lần này mà không thành công, em hứa sẽ không ép anh nữa. Chị ta bây giờ chắc sang tận Mỹ Đình rồi đấy, không phải diễn nữa đâu. Em bị điên rồi. Cô ta trông vậy thôi chứ kéo già đấy, đừng có mà chủ quan. Dạ, trông cái mặt kìa, sợ vợ như thế thì an phận làm kiếp trận vương đi, lâu con này vào làm gì. Anh yên tâm, em đặt dấu ở ngoài cửa rồi, chị ta mà về một cái á, mình biết ngay. Phòng nhì của anh đúng là vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Anh giả bệnh thế này một thời gian nữa, chắc có khi anh mệt, anh bệnh thật luôn mất. Nào, thế là đỡ mệt chưa? À mà, em là cách nào mà có thể lọt được vào đây đấy? Thời đại nào rồi, bây giờ nhá, có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần chịu chi thôi. Mà cái cảm giác vụng trộm trong nhà khổ chủ thế này, cũng thú vị phết. Chị ta về sớm đấy nhở? Làm sao bây giờ? Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Cô nghĩ cô là ai mà chưa được mời cho tôi à? Anh ơi, anh bình tĩnh nào. Chị ơi, may quá chị về rồi. Em không làm nữa đâu. Chị xem anh ấy này, anh ấy vốn gì đâu không muốn hợp tác rồi. Anh Phương, anh đã bảo em rồi, cô ta không chưa được mời cho anh đâu, sao anh cứ cố chấp làm gì? Anh Phương, nghe em nói này, hôm qua anh hứa với em thế nào? Xin lỗi em, việc của em hôm nay tới đây thôi. Em tự mở cửa về nhá. Chắc chị cần phải nói chuyện riêng với anh Phương một lúc. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Chị ơi, phương pháp có tốt đến mấy mà anh ấy không chịu hợp tác thì cũng không có kết quả tốt đâu ạ. Em chào anh chị nhá. Đây là lương tạm ứng tháng này của em. Chị có bỏ thêm một ít để cảm ơn. Nhờ có em mà dạo này tinh thần anh Phương phấn chấn lên rất nhiều. Có điều là cơn ho với cả khó thở vẫn chưa cải thiện lắm.
Chị tính ngày kia sẽ bay sang Singapore để nhờ các chuyên gia bên đấy về thăm khám một chuyến. Gấp thế hả chị? Nếu em không bận thì 2 ngày tới, vừa hay là vào cuối tuần, em có thể sang thăm non anh Phương giúp chị được không? Chắc là em phải xem đã chị ạ. Mà chị không sợ em với anh Phương cô nam quả nữ ở cùng nhau ạ? Em đúng là bác sĩ, có hứng với cả bệnh nhân cơ đấy. Dạ. Chị đùa thôi. Chị đang nhờ em với cương vị là người nhà bệnh nhân và bác sĩ. Với cả chị tin là một người thông minh lại có học thức như em sẽ không làm điều trái đạo đức để ảnh hưởng đến tương lai đâu, đúng không? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Gì chứ em ghét nhất là trà xanh luôn ấy. Cùng là phụ nữ với nhau thì mình phải biết bảo vệ và chăm sóc cho nhau chứ, đúng không ạ? Vậy mấy ngày này trông cậy cả với em nhé. Dạ vâng ạ. Rượu ngon, gái đẹp, lại còn không phải nhìn thấy cái bản mặt giả nai kia. Thích thật đấy. Em không ngờ là ngọn lửa căm hận trong anh lại kinh khủng như thế đấy. Cuộc đời anh đúng là một trò đùa. Chứ sao nữa. Ngày xưa ấy, đúng là anh có yêu cô ta thật. Thế nhưng mà sau khi lấy cô ta về, ngày nào cũng phải sống với cái chức danh Trạng Vương, làm anh cay cú. Nhưng sẽ sớm thôi, anh giả khổ, giả bệnh, hò lòi cái họng ra, mục đích cũng chỉ là vì để cô ta lơ là chú ý. Và rồi được dẫn cưng về đây đấy. Anh cũng to gan thật đấy, chuyện bị ổ như thế mà cũng dám làm. Nhưng mà em thích. Đàn ông to gan thì mới làm được việc lớn. Đợi đến khi anh có được toàn bộ tài sản rồi, anh sẽ cho cô ta và 2 ông bà già bay màu, ngầu hơn cả Thanos. Anh nói nghe dễ dàng thế nhở? Tất cả những yếu tố cần thiết đủ để khiến cho công ty nhà cô ta lao đao đều nằm ở đây. Đến lúc đấy anh sẽ xuất hiện như một vị thần để giải quyết vấn đề. Cái giá là toàn bộ cổ phần, tiền hoặc mạng. Bọn nhà giàu đứa nào chẳng sợ chết. Đúng là nuôi ong tay áo. Công nhận thuốc tự thất của cô hiệu nghiệm thật đấy. Mới có 2 ngày mà chồng tôi đã khỏe mạnh, đầu óc lại còn độc ác như thế này. Nếu như không mắt thấy tai nghe thì chắc tôi cũng không dám tin đâu. Chị, giờ này chị phải trên máy bay rồi chứ? Dạ, xin phép chị em về đây ạ. À, người trong nghề đây rồi. Mấy ngày hôm nay tự dưng chị thấy đau đầu mệt mỏi quá nên đi khám. Mà nãy vội về quá, quên không để ý. Giờ ngồi xem đơn thuốc không dịch được, em xem giúp chị với. Vâng, cái chữ này thì đúng là người trong nghề bọn em mới hiểu được. Cũng không có gì đâu chị ạ, toàn thuốc đau đầu với bổ não thôi mà. Nhưng mà bây giờ em đang hơi vội, em cứ chụp lại đơn thuốc xong rồi về em nhắn tin cho chị sau nhá. Đây, xong rồi em về em sẽ gửi tin nhắn cho chị sau nhá. Em về đây ạ. Ôi, tao đây. Vừa từ nhà lão ra, ăn cho lắm lòng xào dưa bà, xong bắt tao phục vụ, mệt dãi cả người. Công nhận là bằng cấp với chứng chỉ mày đưa cho tao ấy, y như thật. Cô ta có soi kính lúp cũng không phát hiện ra điều gì. Tao á chỉ mong vụ này nhanh nhanh lên thôi, tao ngán lắm rồi. Cái gì? Yêu á? Hắn mà không giàu thì ta thèm đếm xỉa vào chắc. Thứ mà phụ nữ nên yêu bây giờ ấy là tiền và bản thân. Chứ không á thì cũng chỉ như cô ta thôi. Cho dù là có thông minh, xinh đẹp, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa ấy, thì cũng chỉ là quân cờ để cho chính chồng của mình độc chiếm tài sản mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ tao đã là trùm cuối.
lấy hết tài sản xong, tao sẽ đá hắn ra khỏi chuồng gà. Mày cứ chờ đấy. Con đàn bà khốn nạn, bao nhiêu công ty nuôi cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp, mà cô dám cắn tôi sâu lưng đi à? Anh dám đánh tôi á? Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi mà chết ấy thì anh cũng không có đường sống đâu. Cô thức thời đấy, nhưng mà nói chính xác thì tôi sẽ không để ai trong hai người chạy thoát đâu. Bởi vì tôi đã lắp camera ở trong phòng, tất cả từng cử chỉ, lời nói của các người đều đã được lưu lại. Dù có tung lên mạng hay là nộp lên công an để tố cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lừa đảo kinh doanh thì cũng đủ để hai người ngồi tù bóc lịch mỏi tay đấy. Ngồi tù á? Ngồi tù thì hết đời rồi còn gì? Không được. Chị ơi, chị tha cho em với. Em biết lỗi rồi ạ. Chị bảo em làm trâu làm ngựa gì cũng được. Chị tha cho em chị nhá. Vâng, anh thật ra là anh bị cô ta ép. Đúng là cô ta ép anh cho nên anh mới phải làm thế. Linh, dù gì anh cũng là chồng em không nỡ để em vào tù đúng không? Linh, anh nói thế không thấy bẩn mồm à? Còn tôi thì thấy bẩn tai lắm. Thứ đàn ông bội bạc ăn cháo đá bát như anh, dù có đầu thai thì cũng không xứng đáng được tôi tha thứ đâu. Nếu mà anh đã có gan làm chuyện xấu thì nên có gan chịu đòn đi. Tha lỗi cho anh đi mà. Còn cô nên nhớ, người đàn ông tốt sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Đủ rồi, giờ hai người cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đừng mà, anh xin đây. Chị ơi, chị tha cho em đi ạ. Cút. Tất cả là tại cô đấy. Đây có phải là nhà của anh Phương không nhỉ? Cô là ai? Sao lại hỏi chồng tôi có chuyện gì? Xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là Trang, là người yêu của anh Phương. Cô nghĩ cô nói thế là tôi sẽ tin cô à? Đã tin chưa? Không thể như thế đâu, anh ấy không phải là người như vậy đâu. Nhìn từ đầu tới cuối của cô, tôi đã hiểu lý do tại sao mà anh Phương anh chắn lấy cô đến tận cổ rồi. Nhìn trông như thế này, đến tôi còn chán chứ nói gì là anh Phương. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Bỏ ra. Nhẹ nhàng thôi, cẩn thận, không lại động thai mất bây giờ. Đến lúc đấy đừng có đổ lỗi cho tôi làm hại mẹ con cô nhá. Mà cũng tức giận ít thôi, không có da mặt nó sẽ nhăn lại. Đến lúc đấy mọi người nhìn vào lại tưởng là mẹ anh Phương chứ không phải là vợ anh Phương đâu. Rốt cuộc cô muốn gì? Thứ nhất, tôi đến đây với mục đích để thông báo cho cô biết rằng tôi và anh Phương chính thức hẹn hò với nhau. Thứ hai là đến đây để tham quan ngôi nhà tương lai của mình. Sắp tới tôi sẽ chuyển về đây để đề co lại mọi thứ cho hợp với lại tôi và anh Phương. Nói đến đây là cô đã phải hiểu rằng đừng có nghĩ dựa vào cái thai trong bụng cô mà níu giữ lại được anh Phương với tôi nhé. Khốn nạn, thứ tiểu tam trơ trẽn như cô lại ngang nhiên đến đây nhận chồng đòi nhà người khác. Bây giờ cô cút ngay ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không cút đấy. Cút ngay. Ngay. Ai cho phép cô đuổi bạn gái của con trai tôi hả? Nhà này có quy tắc, có quy củ đàng hoàng. Người lớn còn sống sờ sờ ra đây, chưa đến lượt cái thứ con dâu cô lên tiếng nhá. Bác là... Tôi là mẹ của thằng Phương. Em là em gái anh Phương chị ạ. Ôi, công nhận nhá, ở ngoài bác trẻ và đẹp thật đấy ạ. Người ngoài mà không biết chắc tưởng bác với cả em đây là hai chị em cũng nên đấy ạ. Thật thế không? Cháu thề đấy.
cháu lần đầu tiên gặp bác mà nhìn còn thấy ngỡ ngàng bật ngửa với cái nhan sắc của bác cơ mà. Xinh thật đấy ạ. Mà trông em xinh xắn đáng yêu, còn có cả nét thông minh nữa cơ nhở. Thế ạ? À? Đấy mẹ thấy chưa? Chị này cũng khen con như thế, chứ đâu có như ai kia. Nhưng mà... Thôi, cô gây sự như thế là đủ rồi. Đi vào trong nhà. Cấm được thò mặt ra đây đấy. Đi vào. Nhưng mà sao cơ ạ? Ôi giời, ý mẹ nói là cứ hễ thấy chị là mẹ lại nổi máu tăng xông lên. Thôi, chị đi vào nhà đi, ở đây không phải việc của chị. Đúng là ông trời giúp mình, không ngờ cô ta lại bị em chồng với cả mẹ chồng ghét tới như vậy. Mình phải nhanh chóng lấy lòng mới được. Vào trong nhà đi, vào nhà nói chuyện với bác. Dạ dạ, vào đi chị. Vào nào. Thế cháu có phải là người yêu của thằng Phương nhà bác thật không? Mà hai đứa quen nhau lâu chưa thế? Dạ, cháu với cả em Phương mới có tình cảm được 2 tháng nay trong quá trình qua lại làm công việc với nhau thôi ạ. Thế à? Đó là tình cảm chân thành bác ạ. Dạ, chỉ tiếc mỗi cái là anh Phương lại chót có vợ mất rồi. Nhưng cháu thì lại không thể lừa dối tình cảm của mình được. Anh Phương thì cũng khổ tâm lắm. Bây giờ anh ấy chán vợ anh lắm rồi ạ. Đấy, mẹ ơi, con thấy chị nói đúng đấy. Mẹ con mình nhìn chị dâu còn thấy chán nữa là anh Phương. Chán thật cháu ạ. Cháu thấy là bác với cả em hình như không thích vợ anh Phương hay sao ấy ạ? Rồi, phải nói là em với mẹ em cực kỳ ghét luôn. Mẹ em nhá, mỗi lần nhìn thấy chị ấy là lại mà khó chịu, bực bội, ảnh hưởng tới sức khỏe. Em chỉ mong sao nhá, anh Phương anh ấy bỏ vợ đi lấy xử người khác. Ôi, sao mà trông hai người có vẻ ghét vợ anh Phương thế ạ? Chị ơi, chị dâu em nhá, đã vụng về không biết làm việc nhà rồi, lại còn không biết điều nữa cơ. Không biết điều là sao ạ? Ôi trời ơi, làm mẹ chồng ấy, để con dâu ấy, không quả cáp thì thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho mẹ lấy 5-3 triệu để tiêu vặt. Nhưng đằng này á, từ ngày nó về làm dâu đến giờ, nó chưa cho bác một đồng một cắc nào cả. Đấy, mà nhà em nhá, có mỗi anh Phương là con trai, thì cũng mong có được một người chị dâu biết quan tâm, chăm sóc gia đình đúng không ạ? Nhìn mẹ em còn chẳng được quan tâm bằng nhà người ta thì em cũng làm gì dám mà mua sắm quần áo gì đâu ạ. Người ta bảo sởi lởi thì trời cởi cho, bo bo thì trời co lại. Có đúng thế không hả cháu? Dạ vâng, đúng thế đấy bác ạ. Thế này đi, hôm nay lần đầu tiên được diện kiến bác, cháu cũng sơ suất là cũng chưa mua cái gì, cũng không biết là bác ở nhà. Thế nên là ở đây cháu có một ít. Ôi, thì bác cầm lấy để mua cái gì mình thích bác nhá. Ê cháu ơi, cháu làm như thế này bác ngại lắm, bác không dám nhận đâu. Thôi. Có cái gì đâu mà ngại ạ. Cháu bây giờ với bác thì cũng gần như là người một nhà rồi còn gì. Vì anh Phương với cháu tuy 2 nhưng mà là 1 rồi ạ. Thì thôi bác cứ cầm đi, bác nhận đi cho cháu vui ạ. Trời ơi, con thấy chị thật lòng mà, mẹ cứ nhận đi cho chị vui. Vậy thôi bác nhận nhá. Dạ. Còn đây là phần cho em. Là con gái thì cũng phải có một chút gì đó để mình mua sắm đúng không? Thôi chị ơi, thôi ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại. Chị mà biết cô thích cái gì thì chị cũng mua cho rồi. Thế nhưng mà đoạt một cái là chị chẳng biết cô thích gì. Thôi thì cô cầm lấy đi, coi như là chị em ở trong nhà với nhau. Vâng, thế em xin chị nhá. Em nhận cho chị đỡ suy nghĩ chị ạ. Đợi ít nữa bà về làm chủ cái nhà này mà xem. Xem hai mẹ con bà còn dám vặt con này nữa không. Ôi trời ơi, mẹ ơi, đấy, mẹ xem này. Chị dâu ở nhà suốt từ sáng đến giờ mà nhà cửa lau dọn rồi mà như không lau. Quần áo thì chưa giặt, cơm nước thì chưa nấu. Chắc là định để mẹ về nhà mẹ làm đấy. Quần mất nết này, vụng thối vụng nát ra. Cứ bảo làm sao mẹ muốn tống cổ nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Mẹ ơi, bây giờ mà mẹ muốn tống cổ chị ra khỏi nhà thì mẹ nhớ tuyển một chị dâu mới mà khéo léo tinh tế của mẹ nhé. Ngại quá cơ. Hôm nay được ngày cháu đến chơi thì nhà cửa bừa bộn, quần áo lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu, cơm nước thì chưa đâu vào đâu được. Thế bây giờ như này nha, cháu thông cảm. Cháu cứ ngồi đây chơi, chờ bác một chút. Bác với cái Ngọc xuống dọn u một cái là xong. Rồi bác cơm nước, mời cháu dùng cơm cùng với gia đình nhé. Ok, mẹ. Sao mẹ bảo là mấy hôm nay mẹ bị đau nhức xương khớp cơ mà. Thôi, mẹ cứ cố làm gì xong rồi lại khổ ra. Nhưng mà bây giờ không làm thì ai làm? Con thì đang ôn thi đại học mà vào học hành đi chứ. Con quên mất đấy.
mà mấy hôm nay con còn đang biến tháng nữa cơ, đau người quá. Đấy, bác với em để cháu làm cho ạ. Chị làm được á? À, vâng. Thế nhưng mà việc nhà mà, cháu có làm được không đây? Ôi dồi ôi, bác nhìn cháu như thế này thôi, nhưng mà thực ra cháu cũng nữ công gia chánh, việc gì cháu cũng làm được hết á. Cháu làm một tí là xong mà. Thật thế á? Dạ. Dồi ôi, thế thì cháu đúng là mẫu con dâu mà mọi người mơ ước đấy cháu ạ. À. Thế đi xuống đấy với bác nhé. Dạ. Đi, đi, đi xuống đây. Đây cháu ơi, quàng cái này vào cho nó đỡ bẩn váy. Đấy, đấy, nhá, khăn lau đây. Cháu rửa bát, rửa chén cho bác xong rồi cháu lau cái bàn bếp. Lau bàn bếp xong rồi cháu lau nhà, lau cửa cho bác. Rồi là bỏ đồ vào giặt. Xong xuôi đâu đấy rồi thì cháu vào nấu cơm nhá. Cảm ơn ạ. Đấy, đấy, cháu giúp bác nhá. Dạ. Ở cái nhà này làm gì? Thì bây giờ phải làm bao nhiêu việc nhà như thế này? Nhưng mà không sao, phải thật cố gắng ngước vào chân vào cái nhà này để làm con dâu mới được. Xong cả rồi hả cháu? Dạ vâng ạ. Công nhận cháu khỏe thật đấy. Bao nhiêu việc như thế mà cháu làm loáng một cái mà xong tất tần tật cả. Dạ, bác cứ quá khen. Cái việc này ở nhà cháu làm suốt mà quen lắm ạ. Thế thì như thế này nhá, lúc nào rảnh rỗi cháu cứ đến đây giúp bác một tay được không? Dạ. Dạ vâng ạ. Alo, chị Dung ạ. Vâng, mẹ con em vẫn khỏe ạ. Ai với con? Chị Dung, thì chị hôm trước cũng tới dọn dẹp nhà cửa xong rồi biếu mẹ 5 triệu đấy. À, vâng. Mẹ em bảo là nhá, chỉ muốn có một người con dâu ngoan hiền, đẹp người đẹp nết như chị thôi. Dạ. Chị muốn qua thăm mẹ con em lúc nào cũng được ạ. Vâng. À, chị ơi, mẹ em dạo này đang muốn mua cái collagen ấy. Vâng. Thế á, thế thì chị mua cho mẹ em nhá. Vâng, vâng, em chào chị ạ. Nghĩa là ngoài cháu ra, còn rất là nhiều các cô gái khác đến đây muốn làm con dâu của bác ấy ạ. Ừ. Thì thằng Phương nhà bác nó đang đi chọn vợ mới mà. Thỉnh thoảng nó có đưa vài cô về đây để cho bác chọn xem nào. Cô nào mà thảo hiền này, chịu khó làm lụng tốt nhất thì sẽ được chọn. Hóa ra là anh ta và các người lừa tôi à? Ơ hay nhở, ai lừa cô? Anh ta nói là anh ta chỉ yêu có một mình tôi thôi. Thế mà bây giờ ngoài tôi ra, anh ta còn dẫn thêm nhiều cô gái khác về cái nhà này. Này, các người định đưa tôi về đây để bòn tiền của tôi và coi tôi là ô xin đấy à? Này, cô nói kiểu gì đấy? Ai bòn tiền với lại coi tôi như là ô xin? Tự chị đến đây tự chị làm xong bây giờ chị kêu ca cái gì? Mà cô nghĩ một người đàn ông bỏ bê vợ trong lúc đang bầu bí, thế lại đi chung thủy với một cô bồ chắc? Xem ra vẻ bề ngoài của cô cũng chỉ để trang trí thôi, còn đầu óc cô ấy thì không dùng được rồi. Các người, bà có cô trả lại tiền cho tôi đi. Tiền nào? Tự dưng đến ép người ta nhận tiền xong rồi thảo mai thảo quả bây giờ lại đòi lại á? Không có một xuân đấy đâu. Tiến khách, khách này mẹ không duyệt được rồi con ạ. Vâng. Được, coi như là tôi ngu đi. Tôi cũng biết mình ngu à? Bye bye chị dâu hụt nhá. Ra đây. Thập thò
hò từ nãy đến giờ ở đấy làm cái gì nữa? Cười cái gì mà cười? Bác dừng diễn được chưa ạ? Cháu đứng ở trong kia từ nãy tới giờ mà cười suýt rơi cả con ra đấy ạ. May cho chị nhá, là lúc con tiểu tam nó đang khiêu chiến, hai mẹ con em đi qua, thế là nháy nhau vào chiến luôn. Mẹ ơi, nhìn cái bộ dạng thảm hại của cô ta mà hà lòng hà dạ mẹ nhở. Gì chứ, riêng cái loại tiểu tam này phải có chiến thuật cháu ạ. Cháu cảm ơn bác, cảm ơn em. Thế mà cháu lại cứ tưởng... Ôi trời ơi! Bác có làm sao không ạ? Không hiểu học cao đến đâu mà cái nguyên tắc cơ bản cũng không biết nữa. Tính ngã ra đấy thì mỹ yên à? Bụng bầu bí, khuân vác ít thôi, không nhỡ sảy thai ấy thì khổ mình khổ người đấy. Không hiểu sinh con ra rồi thì biết chăm thế nào đấy cơ chứ lại. Người sĩ đầu mà khó tính, khó chịu, khó ưa. Lần sau phải tránh xa ra mới được. Đến nhập hộ cho. Cảm ơn em nhé. Cháu lại tưởng bác khó tính lắm cơ ạ. Chị ơi, mẹ em khổ xà tâm Phật nói như vậy là bởi vì lo cho chị và cái thai thôi, chứ không có ý trách móc gì chị đâu. Mẹ em còn dặn em sang giúp đỡ chị suốt mà. Thế à? Cháu xin lỗi bác vì bao lâu nay đã nghĩ xấu về bác. Cảm ơn bác vì hôm nay đã giúp cháu ạ. Tiểu tam mà đã tìm tới tận nhà nhá thì đàn bà cả cái khu chung cư này đều chiến hết cháu ạ. Với lại em nghĩ nhá, chúng mình sống ở đây thì phải đoàn kết rồi cùng nhau sống vui vẻ, hóa giải những cái khúc mắc, những cái hiểu lầm về nhau. Thế thì cái khu chung cư này mới là khu chung cư văn hóa và đoàn kết chị ạ. Còn dầu bác nói đúng đấy, cháu không nên sống khép mình như thế, phải cởi mở với hàng xóm láng giềng đi. Dạ vâng, cháu biết lỗi sai của cháu rồi và cháu sẽ sửa chữa. Cảm ơn bác, cảm ơn em ạ. Còn đây cầm lấy, tiền của con tiểu tam đấy, cầm lấy mà lo cho bản thân. Chứ người đâu mà dại thế, bao nhiêu tiền như của đưa hết cho chồng để nó mang đi cho gái, chẳng chịu chăm lo cho bản thân gì cả. Mẹ em nói đúng rồi đấy, chị phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn đi. Sau này mà có chuyện gì nhá, cứ ới một câu, hai mẹ con em sang giúp. Thôi, thế mẹ con bác về đây. Dạ vâng, chào bác, chào em nhá. Em về đây.